Hôm nay chúng ta sẽ làm một cái bài unboxing với lại cái tẩu 12V để cắm cho xe hơi Cái hiệu này ở đây thì mình mua của hãng Base US Mình mình tách hai cái từ đọc để cho nó dễ Ok, Cái này thì theo như hãng sản xuất thì nó là theo chuẩn Qualcomm 5 Có hai đầu USB C ra và một đầu USB thường hay mọi người hay gọi là USB A gì đấy. Thì theo như quảng cáo thì cái cổng sạc này có khả năng cho mình sạc là 160W tổng ha và có thể sạc trên laptop luôn. Đó là lý do tại sao các bạn sẽ thấy mình để cái laptop ở dưới này chút nữa mình sẽ test. Ok, cái này mới mình mới nhận ngày hôm nay luôn nên coi như cái này là à, mình unbox coi như là gọi là gì ta? À, brand new à, để cho mọi người xem. Ok. Và các bạn sẽ tự hỏi tại sao chúng ta unboxing cái này thì phải cấm trên xe để quay video đồ. Thì cái đấy mình sẽ post trong một cái uh, gọi là gì? Um, cái video short uh, để cho nó dễ uh, gọi là dễ nhằn hơn á mấy bạn. Còn lại mình sẽ test trên cái cục uh, EcoFlow này. Nếu các bạn theo dõi kênh của mình trước đây á thì các bạn sẽ thấy mình đã review cái EcoFlow rồi. Nó có một cái cổng 12V ở đây và đó là uh, lý do tại sao mình test cái này trong nhà ha. Đầu tiên mình qua cái mảng sticker. Một khi các bạn mua của Basics thì thường hãng sẽ cho các bạn rất là nhiều sticker này để cho uh, con mấy bạn chơi hoặc là dán đâu đó bạn bạ gì đó. Đấy, thì mấy cái đó mình không có đi vô nhiều ha. Còn cái bảng chỉ dẫn này các bạn có thể tự tìm hiểu ở trên mạng uh, và đọc thẳng trên nhà sản xuất luôn. Uh, chứ mình không có đi qua những cái uh, you như know, nó, những cái, cái 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 chi tiết mà các bạn có thể tự tìm hiểu được mình sẽ làm cái gọi là, là, cái sử dụng thực tế của cái cái này luôn và cái bảng này của mình á thì họ sẽ cho mình luôn lúc mình mua á, mình chọn cái loại là có thêm một cái cọng dây cọng dây này theo quảng cáo hình như là những cọng dây đời sau của basis có cái số watt để trên này nó sẽ tốt hơn ok và đây là cái cục sạc uh, 160 w À, cái cục này nếu các bạn đã từng xài của Anker của, của, của mỹ á, cái loại mà chỉ có hai đầu thôi á, thì nó sẽ nhỏ hơn một chút xíu nó sẽ nhỏ hơn được khoảng uh, tính ra là khoảng nửa cm theo bán kính Đấy, còn cái thằng này tại vì nó có tới ba đầu ra nữa nên là, là phải làm cho nó bự hơn một chút xíu ở đây theo như mình thấy là không hề có uh, những cái khe mà để gọi là thông gió Tại vì những cái sạc này nha mấy bạn 160W phải nói là rất là nóng luôn. Mình xài của Anker thì họ cũng làm cái hệ thống kính như vậy nhưng mà tại vì Anker là QC3 nên là cái đầu uh, cái công suất ra của nó sẽ nhỏ hơn khá là nhiều so với cái 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 bảng này, nó là tới 160W được. nữa nên là mình hơi uh, hơi lo lắng nếu mà để cái này cắm trực tiếp trong xe. Ok, nói nhiều quá, mình chúng chúng ta phải mở cái này lên để cắm test luôn ha như các bạn đã thấy thì mình đã cắm vô cái cái cổng ra của cái EcoFlow này rồi thì giờ mình sẽ kiểm tra thử coi là cái đầu C này có ra được cái sạc nhanh hay không và ở đây cái cái Power Distribution mình sẽ test thử luôn nha cái ở trên sẽ là cái để sạc cho laptop và cái thứ hai giống như là cổng C thường và cái cổng dưới thì cũng như là à, mọi người sẽ thấy nhưng mà nói gì thì nói cũng phải test trước. Ở đây là một cái điện thoại Samsung S20 Plus à, phiên bản của BTS ha thì các bạn sẽ thấy nó hơi màu hồng hồng tím tím như vậy. Nếu mà sạc nhanh á nó sẽ hiện lên cái um, cái dấu sạc mà có hai cái tia sét ha thì đây là gọi là moment of truth. Mình sẽ để xem coi. Ok. Theo như các bạn thấy là nó hiện lên luôn là sạc nhanh ha super fast charge luôn là đã 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 hiện lên. À, là một cái gọi là tinh tốc lành ha. Còn độ bền của cái sản phẩm này không thì mình không biết tại vì hàng tàu nên là lúc được lúc không. Ok, bây giờ mình sẽ rút cái cái này ra và mình ở test ở cái cổng USB thứ hai. Ha, lúc mà rút ra cắm lại cái bàn đế trên cái cái chỗ này nha. Nếu mà nó lên hai cái sấm xét thì là coi như là xác nhanh And go. OK, cái lỗ C thứ hai nó chỉ để là sạc thường thôi. OK như vậy là cái đầu tiên là power distribution, cái thứ hai là gọi là high power charge nhưng mà nó không có gọi là là sạc nhanh. Cho đối với cái điện thoại Samsung này, còn iPhone hoặc các cái sản phẩm khác thì mình không kiểm chứng được vì mình chỉ có một cái à, điện thoại này thôi. OK và tiếp theo chúng ta sẽ um, gọi là test với lại cái à, laptop thì như các bạn thấy cái vị trí sạc của mình ở đây vẫn là vị trí C thứ hai nên là đúng lý ra nó sẽ không có làm được gì hết tức là nó sẽ không sạc luôn à, nhưng mà mình cứ thử coi à, biết đâu nhiều lúc hàng tàu nó cũng gọi là lúc này lúc kia ha một cái sạc đúng thì ở đây nó sẽ có một cái đèn nó sẽ hiện nó sẽ hiện trắng lên à, hy vọng các bạn có thể thấy à, OK, trong trường hợp này thì đèn không lên. OK, bây giờ mình sẽ đổi qua cái cổng xe trên. Trong trường hợp này mình cũng à, OK, OK, quá đẹp. Các bạn có thấy được không ta? Nó đã bắt đầu sáng đèn lên rồi. OK, và một khi sáng như vậy á, thì bản thân cái EcoFlow này của mình nó cũng sẽ hiển thị luôn là mức sạc là bao nhiêu ha. À để mình xoay ra cho mấy bạn xem. Cái tẩu sạc 12V này đang sạc cho cái laptop ở trong trình trạng gọi là đóng. Đóng nắp thì nó sẽ à, rút điện không có nhiều và nó đang rút ở mức gọi là 23W. Ok. Còn nếu bây giờ mình chuyển qua cắm cho sạc điện thoại thì mình sẽ xem coi là nó như thế nào ha mấy bạn. Ok, nếu mà không ở chế độ gọi là À, không sạc á thì các bạn thấy để đây đang là 6W nhưng thực sự ở phía bên bên này của mình à, mình đang cắm một cái đèn nữa thì cái đèn này là 3W ha. Như vậy suy ra cái tẩu này nếu mà chỉ cắm không không sạc nó sẽ tiêu thụ 3W trên xe của bạn. Nên các bạn phải cẩn thận nếu bình điện xe của mấy bạn mà cũng gọi là cũ rồi á thì không có nên để này chạy liên tục ha. Rồi bây giờ mình cắm vô xem coi nó rút bao nhiêu à, watt ha. Ok thì như các bạn thấy là cái cổng C mình đang cắm là ở phía trên nên nó là sẽ là gọi là sạc nhanh. Okay? Như các bạn thấy nó sạc cùng mức so với lại cái laptop này luôn, tức là cũng tầm 22 đến 23 ok Và để thử luôn cái cổng uh, A thường ở dưới cũng USB A thường ở dưới coi nó có hoạt động hay không thì mình cũng cầm theo một cái cổng dây của uh, gọi là của Ukraine, Ukraine là cũng hàng tàu luôn ha mấy bạn và một cọng dây khác của Anker. Cái này sẽ không test chặt nhanh hay chậm mà chỉ gọi là test coi là cái cổng này có hoạt động hay không bằng cách sạc nó với lại cái hộp uh, Sarabonic này trong Sarabonic này nó sẽ là cái microphone mà mình đang nói cho mấy bạn nghe. Uh, thì trong trường hợp này mình sẽ xài nếu mà hàng tàu thì cho đi với hàng tàu đi ha. Tại vì một lý do nào đó mấy bạn hàng tàu á nó sẽ hợp với nhau hơn. À, ví dụ như các cái đầu cắm này nó này, này kia mình thấy nó cũng dễ chịu với nhau. Ok, vẫn đang sạc điện thoại là 24 ha. À, mình sẽ cắm thêm cái này, cái này thì nó sẽ rút ra 5V nữa thì chắc thêm khoảng tầm 1 tới 2W thôi, cái này sẽ không có rút nhiều. Ok, trong trường hợp này á các bạn thấy là đang sạc trên cái hộp uh, sạc Saramonic này luôn thì nó lên khoảng từ 2 cho đến uh, 3W thôi, không nhiều. ha, cái này là cổng dưới này chỉ là sạc chậm thôi. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra cái độ gọi là uh, chạc hết tất cả các loại luôn đi, tức là vừa sạc điện thoại, vừa sạc laptop đồ ha. Ok mấy bạn, nãy giờ uh, đi kiếm cái cổng DC. Ok hồi nãy giống như ở cái 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 đoạn đầu video của mình nói đó, là nếu mà Ukraine um, cái cộng dây này là của Basset luôn nha, ok cộng này là cộng mình mua rồi và họ sẽ để luôn là cộng này có khả năng sạc là 240 w ở đây không biết có các bạn có thấy được hay không à nó nó bị cái cái miếng nháy của mình chia lại nó để 240 w à, từ chất lượng cho tới độ dày của dây là khác hẳn À, nó sẽ dày hơn một chút xíu nữa ok thì trong trường hợp này mình sẽ lấy cộng này để sạc cho dây của uh, laptop và cái cổng USB-C thứ hai sẽ là để sạc cho uh, điện thoại như vậy trong trường hợp này mình maximize hết luôn mình sẽ xài hết cả ba okay, cái mấy bạn chờ chút xíu ha uh, như các bạn thấy ở đây á mình cắm hết luôn thì nó chỉ quà wow. ok như các bạn thấy ở đây nó rút lên tới 41 w nó lên tới 240 w tức là cái 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 điện trở ở trong á nó nhỏ hơn nên sẽ làm cho cái sạc này nó có khả năng nó rút tốt thì như nãy giờ mình sạc cũng khoảng được 5 hay 10 phút rồi thì sờ vô vẫn chưa thấy nóng cho lắm ha ok nói chung là khá là hứng thú cảm ơn mọi người đã xem tới cái phút này và nếu các bạn thích thì like subscribe ha kênh của mình là kênh tự mua tự trả tiền tự review không có bật quảng cáo nên uh, mấy bạn uh, ủng hộ được tới đâu thì hay tới đó à, mình cảm ơn mọi người ok bye bye